Hello, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ sáu, 20 tây tháng giêng năm 2017. Chương trình khai dân trí bắt đầu. Chương trình khai dân trí số 32 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa mời tất cả các bạn và quý vị nghe một bài nhạc nha. Chào trại gà Nam Nguyễn, chào Kim Kim Tan. Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Câu hỏi đầu tiên được đưa ra như sau. Chị Lisa ơi, chị phải cho em biết rằng ở trong nước nhiều người nghe tiếng nói của chị lắm. Ai ai cũng bắt đầu thức tỉnh, kể cả luôn em. Vậy bây giờ chị hãy cho những người là em biết rằng nếu mà mọi người dân xuống đường đứng lên để biểu tình mà Cộng sản Việt Nam có đàn áp, thì liệu những tổ chức và những người ở bên ngoài giống như chị có bảo vệ được tụi em hay không, và làm sao cho cuộc biểu tình nó không bị tan rã? Bởi vì mỗi lần mà em thấy rồi, em cũng có từng đi vô nhóm biểu tình, khi mà những người xuống rồi thì họ lại xé lẻ ra và họ bắt đầu bắt những người đó, mà em thấy rằng có những người đứng hai bên đường, không ai lại binh vực tụi em cả, thậm chí tụi em bị đánh cũng không ai dưới đây là kêu bằng là đến để mà can ngăn, mặc dù rằng em rất là cầu và cầu khẩn mong họ vào để giúp đỡ. Chị có cách nào để mà vấn đề là cho người dân người ta không có sợ hãi, người ta tin tưởng rằng có một người nào đó hoặc là có những là thế lực nhưng này là kêu bằng là bảo vệ chúng em hay không? Rồi, trả lời cho em luôn. Tất cả những cái cuộc biểu tình ở tại Việt Nam, đa số bây giờ là các em kết tụ với nhau, vấn đề là thành từng nhóm, có thể là 20 người, có thể là 30 người, hoặc có thể nhóm này nhóm kia, nó chưa có thống nhất được với nhau. Cho nên Lisa mong rằng tất
cả những cái nhóm người khi mà xuống đường phải thật sự đoàn kết với nhau. Và khi đoàn kết với nhau rồi thì ở bên hải ngoại này cũng phải liên lạc cho tất cả mọi người biết rằng những người đó xuống đường như thế nào, để chuẩn bị có một cái người nào đó hoặc có những người yêu nước nào phải chuẩn bị những cái máy quay phim, hoặc là những người nào có ý thức ở trong nhà, nếu đoàn biểu tình đi ngang khu nhà mình ở ngay mặt tiền cũng phải đặt cái camera để mà quay, hoặc là cầm cái phone quay những cái vụ mà đàn áp biểu tình như vậy để đưa ra bên hải ngoại. Chứ ở Việt Nam có những người, người ta vô tình lắm, người ta thấy dân của mình ào ào biểu tình, không ai dám quay hết. Chỉ có những người ở trong cái đường mà xuống biểu tình người ta quay, là khi mà lại bị đập bể cái điện thoại hoặc cái gì đó rồi thì mọi người không quay được. Đặc biệt các bạn ở trong Sài Gòn, ở tại miền Tây và các tỉnh ở tại miền Tây, các bạn chưa có đoàn kết cũng như là chưa có một cái tổ chức để mà giống như là ở ngoài Hà Nội. Thấy cái người ta ở ngoài Hà Nội, người ta bao vây ở cái tượng đài Lý Thái Tổ rất là chặt chẽ, gần 40 mấy người, người ta bảo vệ với nhau như vậy. Người ta đi liên kết với nhau như vậy. Nếu bắt về thì nó kéo về 50 người hoặc là 100 người, người ta sẵn sàng về đồn. Các bạn thấy rằng người ta ra, người ta tưởng niệm. Cái vấn đề là kêu bằng là Hoàng Sa, 74 chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa ở Hoàng Sa. Thì lập tức vấn đề là tụi nó, vấn đề là đi tới nếu mà tụi nó phá đá. Người ta báo cho Lisa hay là cộng đồng ở hải ngoại tức tốc email về lãnh sứ quán Mỹ ở tại Việt Nam. Lisa kêu gọi mọi người ở tại Việt Nam chuẩn bị đi tới lãnh sứ quán Mỹ để mà chuẩn bị là trình báo. Thì nó chỉ có câu lưu trong vòng mấy tiếng đồng hồ rồi nó thả người ta ra. Nó thả ra. Thì quý vị nghĩ đi, một 40 mấy người, 50 mấy người mà nó không làm được cái gì cả, thì nếu mà 100 người, 200 người hoặc là 300 người cùng nhau hòa vào không sợ, bắt về thì tao sẽ đi về, bắt vô trong đồn công an, tao đi vào đồn công an, coi mày làm gì tao. Mọi người đều đi vào đó để bảo vệ coi như thế nào. Các bạn thấy anh Trịnh Bá Phương gì đó ở ngoài Hà Nội đó, thấy người ta vô tới trong đó, người ta nói chuyện dõng dạc ở trong đồn công an. Chỉ có một mình anh thôi đó, chỉ có một mình anh Trịnh Bá Phương thôi đó, mà anh ta vô trọng, anh ta ngồi nói chuyện thẳng với vấn đề là cái bằng là cái lũ chó đẻ súc vật cộng sản Việt Nam luôn. Nó cởi quần ở trong đồn công an, nó mặc quần xà lỏn, nó làm gì không sao. Người ta vô đồn công an thì nó giả bộ nó kiếm chuyện, là người ta ngồi chéo cẳng rồi gác chân lên đồ kia, khi dễ nó, khi dễ này kia, khi dễ này nọ. Gặp Lisa đó hen, má mẹ cái lũ cộng sản tôi bay, má mẹ cái đáp là vấn đề là công an tôi bay. Tôi bay gặp tao mà ở Việt Nam đó, thấy không, mà tao cho tao bay bắt lỗi tao, bắt tao vô đó rồi không cho tao để chân lên, phải không, không cho tao nói lớn tiếng, phải không, ngồi hỏi tao đi, giả bộ hỏi tao đi, hỏi đi, hỏi đi, à, động cơ nào mà chị Lisa vấn đề là đi xuống đường biểu tình. Anh ấy, trời ơi, anh nói gì vậy anh ơi. Tao ngồi tao rặn, tao ỉa ra trong cổng luôn. Tao đái mẹ nó ngay tại các bạn, cho tụi bay ngồi, tụi bay làm việc, tụi bay hửi chơi. Bắt lỗi gì tao? Hả? Mẹ nó ngay chứng minh là tao sợ quá mà. Tao vô đồn công an, tao thấy đúng rồi, mặt quỷ tụi bay, tao sợ quá cho nên tao tè một chỗ, tao ỉa một chỗ, tao đái một chỗ, tao bỏ tật ngồi đó mà làm việc. Mà tao mà ngồi là kiếp chuyện với tao mà ngồi chữ tao hả? Ngồi tao ngồi tao ỉa tại chỗ, tao ngồi tao rặn, tao không mắc ỉa, tao cũng ỉa cho ra luôn. Tao không mắc, tao ngồi tao đái mẹ nó xè lên. Khi mà làm việc tao nói thôi chị đi về đi, thì tao đi ra, tao đi tôn tôn ra, tao nói cất nó nhiều lợp cho tụi bay hốt trong đồn công an thôi. Tao nói thiệt, cho nên những chị em phụ nữ mà ở Việt Nam mà đi biểu tình đó, thấy không, khoan ỉa hả, khoan đái hả, để dành đi, để mà thưởng cho đồn công an của nó. Thằng chó đẻ nào ở chỗ công an nào mà vấn đề là kêu bằng là kiếm chuyện mà mời tao về rồi, tao ngồi tao ỉa ở trong đồn công an, mọi người đều đái đều ỉa trong trọng hết, tại vì sợ quá mà. Bởi vì tôi nghe người ta nói vô đồn công an là bị đánh chết, là bị đập chết, cho nên Lisa hiến kế cho. Bởi vì ông trời sanh ra mình đâu có cấm cản được mình đâu, à, cho nên vô trọng rồi là tao ỉa ở trong đồn công an. Câu lưu tao hả, tao ỉa đúng bốn tiếng tao cho hửi chơi vậy đó. Mày gọi điện thoại kệ mẹ mày đi, mày gọi đi, ở mẹ mày, tao ngồi tới bộ tao ỉa, tao ngồi tao ỉa. Ủa cái gì thối vậy trời, trời ơi, trời ơi, tôi đau bụng quá, tôi sợ, tôi đau bụng, tôi tét mẹ nó ra rồi. Trời ơi, trời ơi, mẹ nó ra đó. Ngồi nó bắt đầu giáp bộ, ngồi nó xong rồi đái mẹ nó bắt đầu tao giáp bộ. Mọi người bắt đầu kế bên nó đi bơi tầm, cầm nước suối theo nó biết không. Bắt đầu đứa này là trời, Lisa ơi, uống nước suối đi, tao
uống cho tôi ngồi. Ngày xưa mà nó bắt Lisa đó, năm 2005 đó, nó vô nó hỏi cung Lisa đó. Bây giờ Lisa nói trên cái chương trình này cho chúng này là những người an ninh điều tra, chúng này là ở tại Bộ Công an nghe luôn, có con Lisa nói đúng không? Tụi bay ngồi, những cái thằng mà hỏi cung Lisa nó sợ Lisa còn hơn là sợ cọp nữa. Thằng Lý Anh Quán là kêu bằng phó cơ quan gì, phó gì đó mà điều tra đó, phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, không dám gặp mặt Lisa. Qua điều tra Lisa đó hả, cầm cái điện thoại vậy nè, bắt đầu giả bộ bấm ghi âm Lisa. Trời ơi, người ta ở bên Mỹ mà, đất nước gờ qua đại cường quốc, người ta đâu ngu đâu mà đặt để ghi âm cho cái thằng chó đẻ như này là phó thủ tướng, phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra kêu nó nghe hả hả. Bắt đầu Lisa ngồi nha. À, chị ơi, gia đình chị có nhiêu người? Gia đình tôi có 4 người. Ủa, chị đi qua Mỹ theo diện gì vậy? Thời nhỏ đó là tôi không có tiền bạc, cho nên tôi bán đậu phẩm, cho nên tôi đi lên trên tàu rồi tự đậm tôi nằm ngủ, đã tự nhiên mấy ông nội nào nắm đầu tôi thấy ra ngoài biển luôn à. Tôi mở mắt ra tôi đi lên đến giữa biển, cho nên tôi qua Mỹ này tôi diện mồ côi, không cha không mẹ. Hỏi cha tên gì? Quên mẹ rồi. Mẹ tên gì nhớ không? Không nhớ. Có ai quen ở Việt Nam không? Không quen. Cái nó kêu vô, nó vô rồi cái nó nói thôi bây giờ đó chị đi về, tôi đưa cho chị tờ giấy với cây viết ha. Bắt đầu là chị làm cái đơn, chị trình bày ra đây là những là tường trình về gì để lý lịch con ghé mẹ gì của nó đó. Cái chị bắt đầu chị ngồi chị la làng lên, chị nói trời ơi trời, lý lịch của tôi thì tôi vậy thôi, tự nhiên lý lịch gì nó thì phải nói ra là hoạt động sao, từ hồi 5 tuổi tới 10 tuổi làm gì gì, rồi cha mẹ nhiêu rồi anh chị em tên gì rồi mẹ khai ra như cái xó tó quân vậy đó. Lisa được rồi, để cho tao làm, tôi sắp vô ha. Lisa biết mà, Lisa vô cái Lisa thằng em, tao tên Phạm Lisa ham, tao hiện giờ đang sinh sống ở tại Mỹ ham. Đó, ở Việt Nam tao vô danh mồ côi cha mồ côi mẹ, không chị em, có 3 chị em chớ quên nữa em. Cái cầm tờ giấy là đưa nó trời đất ơi trời ơi, cho chị làm cái tờ gì kỳ vậy. Cái tờ này, ủa chị cho làm sao, trời ơi, ủa chị bên Mỹ thật à, tôi bên Mỹ mà, trời đất ơi, chị phải ghi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, rồi tôi tên gì đó chị, trời đất ơi chị ghi cái tờ tình tình như vậy đó. Trời ơi, tôi đâu có biết đâu, ở bên Mỹ nó đâu có cái vụ mà kêu tôi khai lý lịch con mẹ này đâu, tôi biết. À, nó chị rồi chị làm lại đi, nó đưa tờ giấy cho tôi vô. À, cái Lisa biết rồi, Lisa giáo bộ vô, Lisa ghi. Ta nói Lisa ghi giống như là Lisa mà ghi một bài luận văn vậy đó, tức là như nó dính lẹo dài thòn với nhau vậy đó. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, tôi tên là Phạm Lisa ở tại Mỹ như thế nào, ghi một dọc dài như một cái bài luận văn vậy đó. Nó nói trời ơi phải đúng hàng đàng hoàng chứ, trời ơi chị cục vậy, phải ghi tên nè, rồi ngày tháng năm sinh nè, rồi hiện đang ở đâu nè, rồi quá trình hoạt động từ đâu ra đâu. Tôi nói thôi mà anh nói nhiều quá tôi không biết, mà tôi không biết làm việc với anh là thôi đi nhà tôi mệt quá, tôi vô tôi ngủ cái đi. Trời ơi, giờ tối ngày cái mẹ nó sắp ra đi làm việc hoài vậy hả. Cái thôi em, nó thấy cứng đầu quá nó không thèm nói, nó vô cái bắt đầu nó đội, nó đem mấy cái nó không cho Lisa làm nữa, nó ra nó hỏi cung cái thằng đó mặt cũng dễ thương lắm, mà tại vì chắc ăn cứt gà. Cái mặt thì nhìn dễ thương nhưng mà theo cái lũ chó đẻ đảng đỉ này nè, cho nên ngục lắm. Vô trong trống ngồi, vô trong ngồi và đặt nói chính trị với Lisa, chứ thằng đó tên thằng Đoàn Đình Trình. À, thằng Đoàn Đình Trình chắc giờ hồi đó là mới có thượng sĩ à. Chắc giờ mẹ nó leo lên được trung quý mẹ nó gì rồi đó. Thấy mẹ không? Cái hỏi chị Lisa ơi, giờ tôi không có nói chuyện với chị. Bây giờ ở đây mình nói chuyện thân mật với nhau thôi nha chị. Tôi nói ừ, nói gì nó nói đi. Nó nhưng mà thôi tôi yêu cầu chị nói nhỏ nhỏ được không? Nó nói, ừ nói nhỏ thì muốn nói nhỏ à? Nói, chị chúng ta những này là chị về Việt Nam chị thấy đất nước có vui không? Ta thấy vui thì vui lắm đó. Chị có biết đó là công lao của bác không? Cái ta nói bác gì? Cái nó bác Hồ đấy. Cái ta nói trời tôi đâu biết bác Hồ là mẹ gì đâu trời. Trời ơi tôi bên hải ngoại tôi nghe người ta chửi bác Hồ quá trời luôn. Người ta chửi xúc giật được cái không cho nên tôi chửi như vậy luôn đó. Trời ơi, chị bác đã là người rất là tài giỏi. Bác đã những này là vào thời đó, bác đã những này là thuyết phục một người nào đó mà đi sang du học ở nước ngoài, rồi về Việt Nam, bắt đầu là hiến kế ra để mà những này là chế tạo bơm và vũ khí để mà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đấy. Cái, trời ơi, Lisa nổi điên rồi đó, Lisa giáo bộ, biết không, làm ngơ, biết không. Hỏi, ủa ai vậy? À, thằng nào mà nó ăn ruột cùng què vậy? Hả? Mà nước này là nó đi nghe lời bác, người đó tên gì, họ gì, đó anh đưa ra đây.
Tôi nghe người ta nói, tôi nói em ơi trời ơi, trong nghe đâu bằng không thấy đâu trời ơi. Trời đất ơi, tôi không nghe ai nói cái chuyện đó trơn á, ngay cả lịch sử đảng tôi không có học được như vậy nữa. Không ai, tôi nghe ai chứ. Tôi nghe có anh không à, anh tự anh dựng lên không à. Nha, tôi nghe ai chứ. Ngồi làm thinh. Cái nó vô mấy thằng đó nói nhỏ với nhau chuyện gì đó. Nó nhỏ nhỏ nha, cái con cái thằng chó đẻ bất kỳ đi mày à mày. Cái nay tao đào mồ quốc mà đứng mày bị xe đụng mày chết chưa, thằng chó đẻ tao quên tên mày. Mày không dám để tên mày cho tao coi. Mày đặt đi xăng xăng vô. Con mắt lương, con mắt trình vô mày đặt. Nhét cái miệng ra nó cười cái. Lisa thấy là ứa gan là tao muốn giống vô mặt mày rồi. Thấy không? Chứ hỏi à, chị biết rằng là bây giờ mà chị còn chống cái gì? Chị mà những người là thấy rằng là Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Cao Kỳ còn về Việt Nam, à Mai Quốc Túy còn bị bắt kìa, à Võ Đại Tôn còn bị tụi tôi, những này là kêu bằng là nhốt tù, ngay cả những này là những cái tổ chức của Hoàng Công Minh mà chưa vào Việt Nam là chúng tôi bắt sạch, giết sạch. Cái tao nói mệt lồn quá, cái tao nói chứ đâu quá, đi mày tao 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 tao, mày tao tao, mày mấy thằng trẻ tuổi nó đẩy thằng cha mẹ nó ra, thằng nó chắc cũng làm sếp của mấy thằng chùa này nè, đeo luôn đàng hoàng hai gạch nha, hai gạch một sao nha, thiếu tá đó. Không biết giờ thằng chó đẻ lắm, nhưng là cấp bậc gì bà đặt tưởng Lisa là bà đặt vợ gì dở hơi biết không, vô bà đặt tính hù tao, vô bà đặt ai ai tao mày ngồi mày giết đi, mày đủ mắt có súng mày ngồi mày bắn đi, bắn đi, mày hù mày hù ai hù tao hả? Từ đó tới sau hả, nó chơi nó ghét rồi hả, nó già hạn Lisa, nó không ra làm việc cho nó nhốt ở trong trống, nhốt ở trong Lisa ngồi đi xà ca hát ở trong, nhất là B34 đó, ở chung với mấy cái chị mà những người trong B34 đó. Lisa quậy tao nó 180 độ luôn, 360 độ luôn, nó hỏi đi, hỏi B34 có ai biết Lisa phạm không, các bạn hỏi đi, cho Lisa cho các bạn hỏi đó, nói tới cái mặt của Lisa rồi đó là không ai không biết hết trơn. Trời ơi, nửa đêm 3 giờ tao đang nằm ngủ tự nhiên tóc đầu tao dậy đưa tao ra phi trường, thấy không? À, Lisa nổi điên rồi. Tao chưa đi đái. Mẹ nó từ từ mới đi. Nói trời ơi, chị ơi, chị đi về Mỹ đi, mọi người người ta được đưa đi về Mỹ người ta mừng lắm, sao chị không chịu về? Tao ham tay, tao không về, tao muốn ở đây tao ăn cơm tù. Trời ơi, bị gì cho tao? À, với tao ngộ vậy đó. Ở trong tù thì tao muốn la làng, tao đòi ra ngoài, mà bây giờ có giấy tàu mua vé máy bay đã đời, muốn kêu tao ra thì giờ tao nổi điên tao lên, tao không về. Tao muốn ở trong tù luôn đó. Bây giờ tự nhiên sao tao nằm chim bao, tao thấy hồn ma bóng quế trong cái nhà tù này. Nó thần nó mót, tao nói cho tao muốn ở trong tù. Nó thật chị đi ra đi nha. Nó không có nhận chị nha. Nó ở gì vậy? Ở nhà không nhận, thôi đi ra. À, đuổi tao đi à. Ô mẹ, đến nỗi chủ ngục mà nó còn phải sợ Lisa nữa đó. À, đuổi Lisa ra, cái Lisa cho bộ cầm thòn then không? Kêu quải bóp quải đồ kia đi ra. Đi ra tưởng sao? Giấy tạm giữ tạm giam cái bắt đầu nó lục ra, nó lấy một tờ chồng lại, nó không đưa cho Lisa một tờ giấy nào. Bởi cho nên bây giờ Lisa qua đây tính thưa gửi nó, tính kiện nó, bắt đầu là kêu bằng leo lên Liên Hợp Quốc la làng, có tờ giấy mẹ gì đâu. Nó chói phăng lên, nó không dám bắt Lisa. Tao nói nó hèn không? Nó khốn nạn không? Các bạn thấy rõ ràng không? Những cái điều nó quy Lisa vô là điều 79, âm mưu nhằm lật đổ chính quyền cách mạng, này kia kia nọ được kia, mất phạt tù 15 năm, 30 năm, Lisa nó kệ mẹ, mày đem ra bắn liền tại chỗ, tao còn mừng, nó đụ mẹ, nó ra chết kiếp này thôi, tao sợ sao? Mày đặt thù tao, mày đặt 15 năm, 20 năm, mày kêu tao 200 ngàn năm, tao có sợ không? Chứ đâu mà mày đặt 200 năm, 10 năm, 15 năm, gặp ai gặp tao rồi, sợ quá, lấy lại hết trơn. Đưa Lisa ra phi trường mà giả bộ đưa đi ra, mà lúc đó Lisa có yêu một người yêu ở Việt Nam, có cái anh đó là người yêu của Lisa đâu có không, tự nhiên tóc đầu Lisa ra ngoài phi trường không cho Lisa nói chuyện với người yêu Lisa đâu có chịu. Trời đất quỷ thần tiên mẹ ơi, tao ra tới phi trường rồi, thấy em bắt đầu đưa giấy tờ cho tao rồi hả, Lisa biết cái tờ giấy mà trước đây là đi về bên Mỹ này, Lisa xé mẹ nó đang ngồi trên xe với bộ mẹ nó, ngồi xé cái tờ giấy nó ra, mẹ nó cái cạc nó cứng quá xé được, tao ngồi tao thột mẹ nó trong túi quần, tao nhét ở trong quần xì tao cứ đi ra tới phi trường nói, chị ơi chị có pet mom chị thấy pet mom gì, trời ơi khỏi cần gì chân á, cho đi về Mỹ luôn à, cái con nhỏ trong cái dương tao lên nó trời. Chị đi vô Mỹ là chị phải có giấy tờ, không có giấy chứ, an ninh điều tra họ xé hết trơn rồi. Cái nó quay cái mấy thằng lên điều tra nó, ủa giấy tờ tôi đưa là cho chị đâu hết rồi. Cái nó, trời mấy anh đưa tôi chưa có mấy giấy tờ này nè, giấy tờ. Thì lúc đi xa về một dọc ba cái tờ giấy, mà những này là kêu bằng là xăm xí đú không đó. Những cái tờ mà đi vô Việt Nam được kia đó, rồi cái nó hỏi, ủa rồi cầm cái passport đâu, đâu có đâu, tôi đâu có passport đâu. Tôi vô đây với cái bằng này nè. Trời ơi, Lisa đưa cái bằng lái xe. Cái
driver license ở bên Mỹ đây nè. Mà trời ơi, từ ở nước Việt Nam đi vô đây là phải cần có cái passport. Mà mấy thằng ăn nên nó ngục nó đâu có biết. Cho nên Lisa giả bộ Lisa chọn là sao nói, này nó anh đưa thử này cho nó có chịu không. Cái đưa cho con nhỏ đó, cái nhỏ nói trời ơi, cái passport kìa, cái thằng tuồng có passport, passport mất tiêu đâu rồi, bỏ đâu quên rồi, không biết. Chịu có là không, không. Cái nó qua, nó quay qua, nó nói anh ơi, vậy là không có đưa chỉ vô trong nước Mỹ được rồi. Bây giờ phải đi lại lãnh sứ quán Mỹ đó để xin giấy tờ đi vô Mỹ, chứ kiểu này không được. Là chị này chỉ không có giấy tờ cho ai, cứ đưa dắt đưa qua tụi em sợ lắm. Vừa vô Mỹ không được, nó phiền lắm, tụi em bị đuổi việc hả. Cái Lisa bắt đầu, Lisa giả bộ, Lisa nói vô với không. Lisa nói đúng rồi, trời ơi bên Mỹ nó khó lắm á, mấy anh không có biết đâu. Trời ơi, tại vì cấp trên của tụi anh quen ở đây rồi, lực lượng rú quen rồi. Ở bên Mỹ mà tụi vô nó không có cho vô, nó trả ngược lại ở ngoài Ba Đình. Nó tức là nó bay, máy bay từ bên Mỹ, nó đưa tôi qua ngoài Ba Đình, nó ngoài phiền phức lắm. Bây giờ phải xin lệnh cấp trên đi. Nó cầm điện thoại không, nó cầm nó gọi mẹ gì đó ha, nó gọi cha gọi mẹ gì của nó ở ngoài đâu, ở ngoài Hà Nội không. Nó gọi xong rồi cái bắt đầu ha mẹ, không biết Lisa đi lại, nó trở về lại cái B34. Nó chở Lisa về lại 34. Cái tụi 34 nó biết Lisa, nó biết cái mặt của Lisa là quậy là chúa chộp rồi. Nó biết là cái thứ thiệt rồi, nó biết Lisa quậy quá trời mà. Nó đâu dám đưa vô trong trọng đâu ha. Cái nó vô cái nó không biết an ninh điều tra nói gì với B34. Cái mấy thằng B34 á, cái thằng giáp thị B34 á, nó lắc đầu. Nó nói tiếng nhỏ nhỏ vậy trong trọng chị không nghe, mà nó lắc đầu. Chị đó biết không? Nó không dám nhận chị vô. Cái bắt đầu nó nói chuyện với chị. Nó vô nó hỏi chị ơi, bây giờ ở trong B34 này người ta cũng không có nhận chị nữa. Tại vì làm cái giấy tờ mà xuất khỏi kho rồi, hàng ra khỏi kho rồi, nó không dám nhận vô, nó bị dạt mẹ nó rồi. Cái nó cho tôi đứng ở ngoài cái chỗ mà cái anh mà gác cái chòi đó. Cái Lisa liếc ngang liếc dọc cái Lisa cua con cha đó luôn. Người ta nói, ồ trời, học lớp mấy vô đây ngồi gác đi trời. Cái nó mắc cỡ nó không nhìn á. Tại nó biết Lisa là thuộc về phản động thứ dữ mà. Ngồi quay mặt chỗ gác. Lisa nó nói chuyện đi chứ, trời bị nó đi hả, cái ngoài này ngồi cha như đất khỉ sao vậy. Cái không biết nó nói gì. Cái thằng giám thị nó ra nói nói gì đó, cái thằng nó nói chị có quen ai không. Ở đây chị có quen ai để chị đi về nhà người ta. Người ta nói không, tôi có người yêu của tôi á, mấy anh biết số điện thoại cho tôi cũng quên mẹ nó rồi. Nó để tôi gọi người ta, gọi đi. Cái gọi người yêu của chị, mấy người yêu của chị đâu, tự bên quận 10 á biết không. Cái đi tao qua đón chị ha. Người yêu chị với người em trai đi qua đón chị. Đi qua đón chị, cái chị đi tông tông ra. Cái nó nói, đó kìa kìa, người ta tới, kìa, thôi đi ra đi. Tao nói chị mà vừa bước chân ra khỏi cái cổng ra, tao nói, ở trong đây tụi này nó cười. Nó nói, thôi, đi mẹ đi. Đi hả? Cái chị đi tơn, cái chị đi. Tao nói chị đi dài, mà tao nói chị chửi. Tao nói không còn non nước nào mà thể cho cái chị đi về nhà. Cái chị này, cái mấy thằng chó đẻ ăn nên nó mới đập hù chị phải không? Về không có la bậy bạ nha. Về chứ giờ ở trong vòng thành phố Hồ Chí Minh này thôi nha. Đừng có đi ra khỏi cái địa bàn này. Cái tao nói hết trời đất ơi, mẹ nó ra, tao là nước ngoài, tao là người Mỹ, mày cấm tao, mày không cho tao đi đâu hả? Mẹ quyền tự do của tao mà, mày nói kệ gái mày á, mày tao không thèm nói. Lisa bắt xe, Lisa chạy ra Mũi Né ngoài hóng biển ngoài bãi cát vàng ngoài. Bắt đầu người yêu của Lisa đó cho tòa lãnh sự quán Mỹ cái số phone của Lisa. Cho số phone của Lisa biết không. Cái cho số phone của Lisa, cái Lisa bắt đầu là cái lãnh sứ quán Mỹ nó gọi Lisa, nó gọi nó nói cái chuyện sao vậy, tại sao mày không về Mỹ. Cái ta nói tao không có, tao không về, nhưng mà ở ngoài phi trường nó không cho tao về. Cái nó nói nó cần mày gì, cái nó cần tao cái tờ giấy, vấn đề là kêu bằng xuất nhập cảnh, nhất xuất nhập cảnh đó. Nó tờ giấy đó ở đâu, tao không biết nữa, tụi ăn nên nó xé hay gì rồi tao không biết, nó có đưa ra cho tao. Cái nó nói giờ hiện giờ mày đâu. Cái ta nói nó không cho tao đi đâu, cho nó bắt tao ở trong Sài Gòn này nè. Mà hiện giờ cái nói mày tới mày gặp tao liền không? Tao nói không, phải 2-3 ngày nữa tao mới gặp được mày. Tao nó bắt tao trong Sài Gòn này, giờ tao buồn quá, tao đang bị căng thẳng tinh thần lắm. Tao ở trong cái khách sạn này hả, bên ngoài an ninh hả, 2-3 đứa nó cầm dao nó cứ lâm leo nó hâm tao hoài à. Tao mới mở cửa tao lú đầu ra, cái 2-3 đứa nó cầm cái dao nó hâm nó đâm tao, tao sợ quá, tao không dám đi ra gặp mày đâu. Mày đợi 2-3 ngày nữa tao mới đi, giờ tao sợ lắm, tao không có đi được. Cái nó nói vậy được rồi, thôi giờ tao hẹn mày 3 ngày nha. Tao nói 3 ngày cũng được nữa. Tao nói Lisa ăn uống ở ngoài Mũi Né, tao nói đi lên chảnh ngồi ăn đồ biển, rồi đi ra ngoài ngoại ngồi coi mấy cái tớp du lịch tắm biển đồ kia, rồi coi mấy anh trai bắt đầu là đứng đá cầu buổi sáng mai đồ kia. Tao nói vui như ngày trảy hội vậy đó. Tao nói trời ơi, tao chơi cho nó vui vẻ luôn mà. Rồi bắt đầu là đúng cái ngày hẹn, cái tao bay máy bay tao vô, tao đi xe vô, đi xe từ ngoài Mũi Né
đi vô tới ở trong Mũi Né rồi ha, vô bắt đầu từ Mũi Né đó đi vô tới trong Sài Gòn. Cái vô đó rồi cái Lisa đi chơi đã đời 3 ngày, tao nói vui hết, tao nói vui quá trời vui mà. Cậu lấy cái hẹn để mà vấn đề là kêu bằng đó là đi đi tới cái vấn đề là kêu bằng đó là lãnh sứ quán Mỹ mà. Bắt đầu mặc đồ đồ kia đẹp đẽ vô ha. Mặc đồ đẹp đẽ vô cái bắt đầu cái Lisa đi tới cái chỗ đó, gặp mấy cái thằng súc vật ở tại Việt Nam, mẹ nó ra nó làm việc cho lãnh sứ quán Mỹ. À, chị có giấy mời, tôi nói tôi khỏi cần giấy mời. Lãnh sứ quán Mỹ nó kêu tôi vô, làm cái anh phải mở cửa cho tôi vô. Cái nó hỏi ủa chị tên là Lisa Phạm, mở cửa đi. Cái không biết nó gọi gì vô ở trong tổng á, gọi bà Marcel, trong bà Marcel nói ừ, thôi mày mở cửa cho cô ta vô đi. Cái nó nói dạ em mời chị vô. Tao nói mày tưởng tao là ai mày không cho tao vô. Cái Lisa đi tao vô trong lãnh sứ quán ở trong tổng. Cái nó hỏi bây giờ cái vé máy bay của cô đâu. Cái tao nói tao không có giữ vé máy bay, tao không giữ. Cái nó hỏi bây giờ đi lấy cái vé máy bay á. Cái tao nói lấy ở đâu, tao không biết ở đâu giữ nữa. Cái nó gọi điện thoại lãnh sứ quán Mỹ, nó gọi điện thoại không biết ai nữa. Cái thằng sở ngoại vụ nó gọi Lisa, nó nói trời ơi em ơi anh năn nỉ em làm ơn em đi về Mỹ giùm anh đi, em sao mà em kỳ cục vậy, ở đây đã người ta đâu có làm gì em đâu mà sao em trời ơi em làm tao nó rối bời lên vậy. Cái tao nói trời ơi sao mà ở trong nước, ở trong Sài Gòn toàn là mấy thằng chó đẻ nó tiếng Bắc không vậy trời, tôi kiệm người miền Nam không ra nữa. Từ sao giờ anh muốn gì? Nó thì bây giờ em bây giờ như nó là em cứ đi ra đi, em đi về Mỹ đi, không ai không cần giấy tờ gì hết trơn á. Vậy hả? Thằng sở ngoại vụ nó nói một câu vậy đó mà Lisa giả bộ như là Lisa là con nít lên ba, Lisa không có hiểu. Lisa chạy lại cái tụi mà B34, Lisa chửi lộn cái đá đẳng. Lisa nói ở trên lãnh sứ quán Mỹ đó người ta kêu tôi đó, là người ta nói á là tới đây kêu các anh phải đưa cái vé máy bay cho tôi đi ra phi trường liền bây giờ. Cái đó nói trời ơi tôi đâu giữ vé máy bay của chị đi. Gì ai giữ? Nó nói bên an ninh điều tra. Cái đó an ninh điều tra là chỗ nào? Cái nó để tôi gọi điện thoại. Cái ở B34 Lisa đứng đó, Lisa chửi lộn ha. Tao nói chửi lộn dân tử lửa đâu mà chửi cái thằng mà gác chòi cho Lisa vô để lấy cái vé máy bay. Nó nói chị ơi lãnh đạo nó bắt đầu nó có cái thằng mà nó ngồi nó gác ở ngoài cái chòi B34 đó, nó ngồi nó lắc đầu chị luôn, nó gọi vô trong bắt đầu là lãnh đạo ở trong chạy ra gặp chị. Có chuyện gì vậy Lisa em? Chuyện gì vậy Lisa, có gì không, từ từ nói. Cái tao nói trời ơi là trời, tao nói hả cái bằng là lãnh sứ quán Mỹ nó kêu tôi đó là phải lấy vé máy bay về, nó nói các anh nói là ăn trộm cái vé máy bay của tôi cho nên bây giờ phải đưa vé máy bay cho tôi đi về. Cái nó nói trời ơi chị ơi Lisa ơi là Lisa ở đây không có ai giữ vé máy bay hết trơn á, để tôi gọi. Nó cầm nó liên lạc với mấy con chó đẻ bên an ninh điều tra. Cái an ninh điều tra nó chạy chiếc xe Honda tới hùn tới. Cái nó nói gì vậy chị? Cái ta nói lãnh sứ quán Mỹ nó kêu tôi tới đây đổi cái vé máy bay của tôi. Cái nó nói thôi chị đi về đi, tôi sẽ tự tay tôi chạy lên tôi đưa cho sở cho lãnh sứ quán, bởi nó sợ nó đưa cho chị xé là chị phu phản là nó không có đưa cho chị đó, tại vì cái lũ cộng sản là phải ngang ngược với nó như vậy mới được, thấy không? Cho nên nó sợ chị xé tại vì chị đã xé 2 cái tờ giấy xuất nhập cảnh rồi. Cái nó nói chị đi về đi, chị đi về để tự động chúng tôi sẽ đi lên lãnh sứ quán Mỹ, tôi liên lạc để tôi đưa cái vé của chị cho lãnh sứ quán Mỹ. Thiệt nó liên lạc làm sao, nó đem cái vé máy bay nó chạy lên nó đưa cho bà Marcel, tại nó không dám đưa cho chị. Tao nói bắt đầu từ từ đây về sau là giấy tờ của chị là nó không đưa cho chị một tờ giấy nào lủng lẳng hết, tao là tập chị đi ra tên tên như là công chúa vậy đó, tao không có giấy tờ hồn què gì hết trơn. Ủa mẹ nó ra tao cho tao bị bỏ tờ luật rừng với tao quậy với tao hả, cho nên các em ở Việt Nam đừng có sợ cái gì trơn. Tới ngày ra phi trường biết không, cái thằng chó đẻ chúng này là gác ở tại phi trường Tân Sơn Nhất, cái thằng này chắc cũng ăn ruột cùng rùa, đâu biết chị là thứ quậy đâu, bởi vì nó ép mẹ tin tức hết trơn rồi. Thằng này đâu biết mẹ gì đâu. Anh nói những người nào mà có vé máy bay mới được đi vô. Bà Marcel bà mới nói tôi đã làm việc rồi, tôi là nhân viên của lãnh sứ quán Mỹ, tôi được lệnh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là đưa cô Lisa này đi vào. Không được đâu, cô Lisa không có vé máy bay. Lisa nổi điên rồi biết không? Đúng rồi đó, bà này là lãnh sứ quán Mỹ, bây giờ mày chịu trách nhiệm không? Mày tên gì? Mày không cho vô thì mày gọi đi. Cái bắt đầu nó cầm điện thoại nó gọi sao? Không biết làm sao thằng ở trên nó mau hay mau. Nó chạy xuống nó đón Lisa. Bắt đầu nó vô nó đạp mày đi ra cho khác. Mẹ thằng này quảng hùng, mẹ im ru, mẹ cúi cái đầu đứng ra bên. Nó nói, chị Lisa vô đây đi chị. Trời ơi, dạ hành lý chị đâu vậy chị? Vô bắt đầu mấy thằng chó đẻ trong cái trường đó. Bắt đầu vô cầm lên đủ mấy đưa tao vô hàng ghế danh dự ngồi luôn. Cái đi vô trong cái cửa đó. Cái bắt đầu cái thằng chó đẻ nó ngồi ngay cái bàn á. Nó hỏi, ủa giấy xuất nhập cảnh đâu? Cái bắt đầu cái thằng ship bắt đầu nó nhắc. Thôi thôi thôi, cái này đặc biệt.
không có giấy tờ chứ. Nó nháy 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 mắt cái thằng kia phải không? Cái thằng kia nó cười cười, cái nó gật đầu. Cho đi qua đi, khỏi giấy tờ chứ. Cho vô máy bay ngồi riêng ở trong cổng đi. Mà trong khi tao nói hành khách nó ngồi ở bên ngoài nó chờ đợi còn 30 phút nó mới vô máy bay. Mà chị toàn ten chị đi vô máy bay chị ngồi trong cổng á, bởi vì nó sợ cho chị ngồi chung với hành khách, chị la làng, chị chửi trong phi trường đó. Cho nên nó tống mẹ chị vô trong vấn đề là máy bay ngồi trong cổng trước ở trong cổng á, thế nó giống như hoàng hậu vậy đó. Vô trong ngồi coi nha. À, mấy cái con tiếp viên nó dọn dẹp mà máy bay rồi lâu lâu cái tại trời ơi chị Lisa hả, ngồi cái hàng ghế là first class, tức là hàng ghế danh dự, ngồi ở ngoài trước luôn đó, thứ mà của những người mà những đây là bộ ngoại giao được kia đi đó. À, tao nói vui vậy đó. Cái nhỏ tiếp viên lại với bộ nói chuyện đàng hoàng, nói tiếng Anh hãng United, nó hỏi tiếng Anh chứ chị có vui lòng would you want some drink, tao nói yes, give me the seven earth. Hỏi mày có ăn sáng uống nước không? Tao nói yes, tao ấn hứng rồi đó, để tao ăn. Đưa cho chị ngồi chị uống, chị nhâm nhi vậy ngồi chị coi trời coi trăng trong khoảng 35 phút. Mẹ nó ra nó đưa người ào ào vô. Tao nói hành khách nó nhìn chị, tao nói không còn con nước nào mà cả. Đó là chị bay qua tới Mỹ. Tao nói chị vừa xuống Mỹ, ở Mỹ nó bắt tay chị liền. Nó nói tao cảm ơn mà nha, mày đã là một cái người mà rất là mạnh. Tao nghĩ rằng Việt Nam phải có nhiều người giống như mày á, thì mai ra vấn đề là cái đảng đỉ này nó mới sụp đổ, chứ người dân Việt Nam hiền quá à, không có làm lợi đâu. Phải có những người mà đa mưu túc trí như mày mới được à, chứ không phải mà chuyện giỡn cho đó. Tao nói trời ơi mày yên tâm đi. Cho nên chị nói sao đó, thì cái các em đó ở Việt Nam đó, mà chị xuống đường hoặc là chị biểu tình rồi đó, mà thằng cu hồn nào đó không, mà mày bắt tao đi vô trong đồn công an rồi đó, tao không có chống tao bay lại đâu. Tao bay bắt tao, tao ngoan ngoãn tao lên xe, tao muốn tao đi về đồn tao cũng về đồn đó, rồi tao ngồi đó tao cho tao bay câu lưu. Tao cố tình tao rặn mà tao ỉa một bãi cứt á, mà tao trây ra hả, tao đái hả, mà khi mà tụi bay đuổi tao đi ra khỏi đồn công an rồi, tụi bay chùi mà tụi bay lao cứt của tao đó, tụi bay hốt cứt của tao cho chết con gái mẹ tụi bay luôn, cho bỏ cái tật mà bắt tao. Mà trời đất ơi, mày đặt mời tao đi vô đồn công an làm gì hả? Tao tội tình gì bắt mời tao vô đồn công an hả? Vô làm việc hả? Tao vô tao ỉa một bãi trong chất, tao biết nó là lễ độ mẹ nó cả mày đặt. Cho nên người dân Việt Nam đó đừng có sợ nữa. Các bạn cứ đi lên, bây giờ các bạn thấy không? Cái nhân quyền nó đã ký kết với thế giới rồi. Nó ký kết với thế giới rồi. Chỉ cần các bạn xuống đường biểu tình, thằng chó nào đập các bạn, thằng chó nào bắt các bạn đưa tên tuổi cho Lisa, Lisa sẽ đưa các bạn lên thế giới, đưa cho cả thế giới biết luôn. Còn nó đáp đạp vậy, qua mặt luôn đi. Trời ơi. À, cho nên nó là sống trong cái môi trường của quỷ, là các bạn phải dữ dằn, các bạn phải dữ dằn như con thằng lằn, các bạn phải là kêu bằng hung dữ như con sư tử, các bạn phải là ngặt nghèo như con cá kèo mới lợi được cái lũ chó đẻ âm binh này, chứ các bạn thì không lợi nó đâu. Trời ơi, không lợi nó đâu. Vô mà đặt lên gói trắng trỏ, vô nó đến hù đi sao, đòi đổ nước mắm đi sao, nó các anh khỏi đổ. Chỉ cần các anh rớt tôi một bạc tay, tôi đập đầu tại đây liền, tôi nhảy ra tôi đập đầu, hoặc là tôi xông ra tôi nhảy từ trên cái lầu xuống đây là của những cái lầu, kêu bằng cái lầu B34 này xuống liền, sao chết, chết dinh hơn sống nhục, dám không? Bắt đầu nó sợ đâu dám, chỉ xông ra nó ôm hai ba người ôm tao cho nên nó bua tao ra, bua ra, đâu dám, tụi nó ôm chị cứ ngắt luôn mẹ, đưa chị vô trong phòng, đâu dám. Từ đó tới sau vô mà đặt tính thù chị, mà đặt quánh cho mày quánh chết mẹ mày. Tao nói mày tự tao là ông ơi, mày làm cho mày, tao không chết được hả? Hả? Tao xé quần xé áo tao, làm thành dây tao thắt lên cửa sổ tao, đứng mà tao cung mai cái giò tao lên, tao thắt cổ tao chết, tao nói được tụi bay tra khảo tao cho tao chết, tao cho cả thế giới biết luôn, tụi bay đụng tới bà nội tụi bay hả? Dám không? Hả? Trời ơi chị đó, tao nói nó mổ mấy quạt chị gì nè. Nó không có máy lạnh, nó có đầu tiên mới vô bắt chị nó có cái phòng máy lạnh đó, B34 có cái phòng đầu tiên máy lạnh. Sau này không biết là cái chị Thương Cúc cũng là ở bên đây đó, nó mới đưa đi lên phòng máy lạnh. Bắt đầu đưa chị vô cho cái phòng của chị ha, tao thấy lúc nào cũng phải có máy quạt quạt cho chị, không có máy quạt chị la làng à, trời ơi nóng nó tuột cũng được à. À các anh nghĩ sao, tôi là người Mỹ, tôi ở trong máy lạnh phòng điều hòa. Bây giờ tôi về đây các anh ghét tội tôi cái mẹ gì cái đéo gì, mà bây giờ cho tôi ngồi đây để tôi ăn uống đâu phải có máy quạt nó cho tôi, chứ giờ tôi nóng có chuyện có nổi đó, tôi cởi quần áo lắm chịu rồi nghe chưa. Tao cởi quần áo ráng chị, tao nói mấy cái thằng mà ở B34 nó nan nỉ chị luôn đó, nó sợ lắm. Nó nói chị ơi mấy ông kia trời, chị đụng tới đảng với mấy ông an ninh thôi, chứ tội tôi đây chỉ là người thi hành thôi, chị đừng có quậy giùm tôi, nan nỉ chị đừng có quậy được không chị Lisa. Tao nói ừ dễ thương nè, không cho tao quậy được rồi, đưa cái anh Thành người miền Nam lên á, mở cửa rồi kêu chị đi ra lãnh cơm rồi kêu thì không sao đó. Đưa một cái thằng nào ngoài Thanh Hóa bất kỳ gió vô hay không, bắt đầu mà đặt giá bộ mở cửa sao mẹ chị chửi thẳng vô mặt luôn, chị đòi chị thật khỏi ăn cơm luôn. Thằng phó giáp thị nó quản hùng,
nó đẩy mẹ thằng từ Thanh Hóa này lên tuốt ở trên cao, nó đưa thằng miền Nam xuống dưới ở cái khu của chị. Tao nói từ đó tới sau mấy cái thằng mà ở trong đó mà nó gặp cái mặt chị đó hả, tao nói nó làm thinh, nó mở cái cửa, nó giống như ông thần thường, nó đứng nó nhìn ra chỗ khác chị nè, nó không dám dường tới cái mặt của chị, nó sợ chị kiếm chuyện như vậy đó. Cái thằng Thành nó miền Nam nó cũng thích làm ở ngay cái phòng của chị, cho nên nó vô nó bắt đầu nó vô nó ăn có với chị, nó nịnh chị, nó nói chị vô chị quậy đi, để mà giám thị nó có đuổi em đi ra ngoài gác cổng nó cũng không đuổi được nó, cho nên ai vô phòng là chị cũng quậy, chị chỉ cần yêu cầu của mình ở em thôi nha chị. Tao nói à, thì chừng nào mà nó đuổi em ra ngoài gác cổng là chị la làng lên, mẹ thằng nào tới đây chị kiếm chuyện, chị giác bộ cho đi ngang qua cái chị nói nó dòm vú chị, nó dòm vấn đề là bắt hồ của chị, là kể như là có chuyện lên là em yên tâm đi, trời ơi chị kiếm chuyện hay lắm, em yên tâm đi đó, không sao trơn á. Hoặc là chị cầm chén cơm cho giác bộ cho làm đổ cái bóp ra đó, cái chị nói mẹ nó cái đó tôi đang là cơm nó chúa nhủ cho tôi không ăn, giờ tôi không ăn cho tôi ốp chơi chứ tôi đi về Mỹ đó, cho tao kêu riêu ở Mỹ một cái hai nó lên nó gặp chị, nó hay chị nếu mà lãnh sứ quán Mỹ tới mà gặp chị thì chị làm gì đầu tiên? Cái tao nói à tôi anh muốn hỏi tôi đó hả, nó nói à để tôi tính sao ta ha. Lãnh sứ quán Mỹ mà khi mà nó kêu Lisa ra gặp mặt đó là Lisa đập cái đầu vô trong cái cầu tiêu này cho máu me chảy ra như vậy, rồi bắt đầu là tao lấy coi có dao có kéo tao cạo nó trong trong đây, nó không dám cho dao, nó không có cho dao cho gì trơn á. Tao nói không cho dao hả, không cho dao cho đồ mũ không, cho mấy cái bát cơm mũ này thì tôi bẻ mẹ đó, tôi cạo tay chung của tôi như này, tao chạy ra, tao ra tao gặp lãnh sứ quán Mỹ đầu tiên hả, tao quỳ tao nói đây hết mẹ, đây kéo mẹ, đây kéo mẹ, tao cuối mừng cười áo cho lãnh sứ quán Mỹ, nó sợ đâu dám cho chị gặp lãnh sứ quán Mỹ. Cho nên lãnh sứ quán Mỹ nó ngạc nhiên, nó nói cái tình trạng gì mà tại sao nó không cho gặp chị, mà lãnh sứ quán Mỹ thì nó mong phải gặp được chị, mà bây giờ nó thì không dám cho gặp, nó biết con người chị quá liều mạng như vậy thôi, cho nên ông nội nó quản hùng lại đưa ta, cho nên cái lũ chó điên vô luận viên tụi bay hỏi an ninh điều tra đi, tụi bay nghe lời nói của ta, tao kể này, tụi bay đi hỏi nó đi, coi bà cố nội của tụi bay là Lisa phạm về cái tụi nó sợ tới mức độ nào, đi hỏi đi con. Mà đặt hù tao về bắt tao, tao đánh vô cái mặt của tụi bay đó mà không nát như tương tàu cái thôi, tụi bay đụng tới tao ở đó mà mày đặt hù tao nha. Hỏi đi, hỏi an ninh điều tra Lý Anh Quán, hỏi những cái người trước đây là kêu bằng là ở trong B34 đi, bây giờ còn đó, vô hỏi đi, hỏi con Lisa Phạm đó biết không, biết con đó không, tụi bay mà đặt tụi bay đụng với tao. Hỏi sở ngoại vụ đi, hỏi coi cái anh ơi, anh cho tôi hỏi thăm coi có biết con Lisa Phạm không vậy. Dám không, dám làm không. Còn cái báo an ninh, cái báo mà vấn đề là công an đó giết bậy giết bạ, lúc đó qua Lisa chửi một trận tơi bời qua lá, đừng có bành đặt. Trời ơi, nó tới cái ngày mà nó tưởng Lisa như mọi người, nó ham đi về Mỹ, thấy không, nó kêu Lisa viết cái tờ tường tình, Lisa đéo viết, kêu xin viết một cái tờ giấy xin con hồng, ta không có gì phải xin con hồng, muốn nhốt vô nhốt tôi, giờ tôi muốn ăn cơm tù tôi muốn ra. Nó giờ chị viết đi, nó chị về Mỹ, tao nói không, giờ không thằng về nữa, giờ chán không về, mẹ thằng Mỹ là thằng đế quốc nó thêm về nữa, giờ tôi muốn ở đây, nhưng mà người ta không có cho chị đây, không cho ở tôi cũng ở, nó đánh tôi ngộ vậy đó, bắt tôi rồi tôi ở đây thôi. Kêu ác tôi đi, trời tội tôi nặng lắm á, tôi về đây tôi chửi cho tôi coi mọi người dân nghe, tội tôi nặng lắm, phải xử tôi 20-30 năm mới được, cho nên giờ tôi không chịu ra nữa, giờ tôi ngồi trong đây, tôi nằm hồi hôm này đó hả, là có người chủ ngục ở trong đây, nó kết bạn với tôi, nó chuẩn bị nó làm đám cưới với tôi, cho nên tôi phải ở đây với nó, giờ tôi không chịu rồi khỏi. Sao giờ, sao giết không, tao không giết. Trời ơi, đó tụi bay mà đặt vô đây. Cho nên các bạn ở Việt Nam, các bạn phải mạnh mẽ, phải gan dạ, phải cứng rắn lên để coi cái đảng để nó như thế nào. Nó cai trị được người dân là bởi vì người dân quá run, quá sợ đi. Nói về tiểu sử của Lisa Phạm, bà cốt nội nó không dám đụng tới Lisa. Các bạn thấy Lisa ra rả chửi ở trên đây mà có bao giờ mà nó dám nói động tới tên của Lisa hay không? Lisa chửi cả luôn những cái tờ báo, những cái thằng bồi bút, thằng chó đẻ nó mà viết bài mà không đúng sự thật, tao đào mồ quốc mã, tao rủa cho dòng họ mày xe mà không tông mày, tao rủa cho mày những đây là tàn gia tôi lục, tao đào cha đào mẹ đào bới mày lên luôn. Chị ra mà B34 đó ha, mà thằng nào đó chị cài chớp ha, chị hỏi anh tên gì vậy là quả hùng, nó che cái tên nó lại gì nè, nó sợ chị ghi vô cái tờ hồ sơ của chị đó. Lúc mà chị đi ra chị có một tờ giấy, chị ghi tên từ thằng đó, chị về đây chị đào mồ quốc mã, nó quản hồn, nó kêu gọi là phải lấy tờ giấy đó tịch thu cho chị quên mẹ tên tuổi hết trơn rồi. Các em thấy nó ghê không, nó sợ như vậy đó.
ở đó mà mày giúp mày đụng tới bà nội mày rồi hả? Tao ghi tên mày đi, tao qua bên Mỹ để mày biết mã mồ của mày động tới nơi rồi chứ đâu mày đụng tới tao. Tao nói thằng nào vô bắt đầu mẹ mấy thằng nhỏ vô đeo lon mới có thượng sĩ hạ sĩ vô gặp chị cái khỏe không chị? Tao nói khỏe. Em khỏe không? Dạ em khỏe lắm chị. Dạ xin chị có dùng nước không ạ? À? Tao nói dạ dạ thôi được rồi không có cần nữa. Dạ em tưởng dùng nước thì em mời chị á. À. Tại vì nó châm trà vô nó để cái bình trà để cho những này là ngồi ở ngoài cái ghế đó cho châm cái bình trà. Lịch sự lắm. Nhiều thằng vô mà đặt giá bộ lịch sự vậy đúng không? Mẹ đó, mấy thằng mà nhỏ nhỏ đó mà đeo lon mới có hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ đó thì thấy thằng đó nó chưa có xúc giật. Nó không có khốn nạn. Chị đâu có chửi mấy cái thằng nhỏ nhỏ đó làm gì? Mấy thằng nhỏ nhỏ đó vô chị còn thương nó hết à. Chị nhìn thấy cái mặt thấy cưng dễ sợ luôn á, y như là hot boy vậy đó. Chị chửi là chửi mấy cái thằng đầu nậu, mấy cái thằng già mà chị coi mà đeo lon đó mà từ rồi mẹ hai gạch mà trung tá cho lên tao mới chửi. Chứ cỡ nhóc ác chung có chửi. Trời ơi cỡ thằng Thành mà dưới này là thiếu quý à, coi thượng sĩ ở trong B34 chị đâu chửi nó đâu. Chị kêu vô nó ngồi nói chuyện đó. Ngồi nói chuyện rồi kia chị kêu nó nói chuyện rồi nó đàng hoàng chị nói chuyện đó thôi. Chị đâu chửi nó đâu, lúc đó chị còn nhỏ tuổi hơn nó cho nên chị kêu nó bằng anh. Kêu chị là em ly quậy quá em ơi, em đừng quậy nữa giùm anh cái. Ờ à, cái đâu quậy thì thôi à, em không quậy tụi anh đâu. Trời ơi tụi anh hạ sĩ cắt két thì nhông đi qua ăn bên đi. Em có em canh me mà thằng nào mà nó lớn lớn vô nó ra nó mời chị ra làm việc đó. Cái chị ngồi chị thắc mắc nói à, chị có thắc mắc gì không vậy? Tôi có một điều thắc mắc thôi. Nó thắc mắc gì vậy chị? Tôi thắc mắc là sao mấy anh những này là đeo lon mới có trung sĩ hạ sĩ vô làm việc chứ tôi hỏi cung tôi không à? Tôi không chịu đâu. Phải đưa là từ cấp bậc là đại tá hoặc là thiếu tướng vô đây ngồi nói chuyện với tôi đi. Tôi thích cái cấp cao lắm. Thích vô đây tôi đi xa vụ đi vô đi đi xa chữ trong vậy. Trời ơi mấy thằng lớn có thằng nào mà dám lết cái băng mặt lờ tới gặp chị đâu. Trời ơi chị chửi mà bà nội nó chạy không được á. Nó gặp mặt chị là nó chạy còn hơn cho sợ cọp nữa. Sao mà dám đưa mặt mày ra mà cho chị chửi. Thì sao dám. Thằng Lý Anh Quát là nó cái người nó chỉ ký lệnh để mà những này là cái bằng là điều tra chị thôi. Mà chị ở trong tổng cho tới ngày chị ra 7 tháng. Chị không biết mặt tròn mặt méo nó ra sao. Chị không gặp mặt mày của thằng chó đẻ này. Các em biết làm sao rồi đó. Chị em biết làm sao rồi đó. Bắt đầu chị tìm mà không thằng nào có hai gạch hai sao. Trong bắt đầu chị tìm thằng có hai gạch trong có không có luôn. Nó rốt cuộc rồi. Chị dứt sao nhầm con cái thằng này mới có một gạch mẹ hai sao sao là trung sở trung quý hay gì đó. Rồi chị lôi đầu ra chị chửi mẹ nó luôn để gỡ ghẻ. Rồi riết là thằng trung quý nó trốt luôn. Rồi chị nhìn coi không có ai để chị lôi đầu thằng thượng sĩ ba gạch ra chị chửi. Riết rồi mẹ thục mẹ trên còn có những cái thằng mới vô mẹ nó có cái gạch một mà mẹ nó cái mặt còn non trẻ. Mới 17, 18, 19 là tuổi đâu mẹ đi trong trọng. Tức này nó ngoài đời mẹ nó quen rồi. Quen hot boy rồi vô trong đâu nghe gặp chị chữ tăng một nghe sợ thì bà nội luôn vô tội nịnh chị cũng hơn gì. Kêu chị về quận 10 đi trình bà trình diện với cái thằng công an quận 10. Nó lên mạng nó biết chị rồi. Chị chưa có đi vô trọng đó chị mới đăng tư cử cái đó. Nó biết là thôi đi ra đi thôi khỏi trình diện. Biết rồi thôi đi ra đi chứ. Ờ vậy hả? Ờ biết rồi hả? Ờ khỏi trình diện thôi. À biết đâu mà. À cái lũ an ninh điều tra nó kêu tôi phải tới đây làm việc chứ các anh. Nó nói thôi tôi biết rồi tôi nhận được rồi thôi chị đi ra đi chị khỏi cần trình diện. Chứ tôi nói ờ khỏi cần trình diện thôi tao đi chứ sao. Trời đất ơi. Mẹ nó ra mà đất kia tao trình diện không trình diện đó tao chạy vô tao phải tao tiêm tiền tao trình diện cho anh chập mở cha tao bay bà nội mẹ tao bay tao trình diện cho tao bay coi đó mà trình diện đó, tao cho mày trình diện tao nói từ đó tới sau hả tao nói hả mấy thằng ở mà trời nơi nào mà chị đi tới rồi không dám nói chị một câu nhưng mà có mấy cái con chó đẹp mấy con súc vật cũng mà đặt bưng bô ở trong những cái khách sạn vô cái là mà đặt hỏi giấy hỏi tờ chị muốn làm cho một tăng nhưng mà thấy đó là người dân chị không thèm nói thôi tại vì nó quen thôi cái đó chị muốn nói sao mà mẹ tụi bay cơ quan an ninh điều tra mẹ nó ra ba đình mà tao còn chửi tới nó mà đặt vô để mày hỏi giấy tờ tao hả mà đặt vô hỏi giấy tờ tao để cho tao muốn khách sạn bởi cho nên người yêu của chị đưa giấy chứng minh nhân dân ra bảo trợ cho chị báo lãnh cho chị thôi chứ đâu hỏi chị đâu tại chị đâu có giấy tờ đâu lãnh sứ quán Mỹ nó giữ mẹ giấy tờ chị hết trơn á cho nên mấy cái con nhỏ trong khách sạn nó ngồi nó liếc mắt nó nhìn nó tưởng chị chắc là mẹ nó ra bị anh tình yêu của chị đó anh bạn trai chị dụ đi vô khách sạn để mà chịch nó trong trọng cho nên nó cứ liếc ngang liếc chọc nó anh bảo lãnh chị hả nó ừ bảo lãnh chị rồi đưa cho chị lên trên phòng ngồi sau này nó biết được rồi chị xuống cho ngồi chị tâm sự chị kể rồi tao nó hả nó chắp ta nó lại chị nó trời em không biết em xin lỗi chị nghe tin hỏi giấy tờ cho nó ờ thôi khỏi con ngài Lisa mà đi về bên Mỹ hả nguyên một cái chiếc xe hơi mà của lãnh sứ quán Mỹ đó đến ngay nhà của bạn trai của chị đốt chị trên xe hơi đi ra quy trường luôn các em thấy nó dinh dự như cỡ nào đó. Đốt chị bằng xe hơi đi ra ngoài luôn chứ đừng có bà đặt mà giỡn mặt bà đặt trời ơi mã mẹ tôi bay giáp cấp giấy không tao về thì Việt Nam cho tao bay xem cho tao bay giết tôi bay hù ai tôi bay hù tao
tôi nhớ mình tôi quá nữa tôi bây giờ tôi phải nói là mày động với tao chưa nghe không? Rồi trời nãy giờ kể chuyện cái quên luôn rồi, không kể chuyện của chị cái bắt đầu là quên luôn rồi, quên luôn trả lời câu hỏi của người ta, tao nói ham ăn ham nói thấy sợ thiệt á. Chị ơi, ở tỉnh Long An có chuyện này nè, trong số các con nghiện vừa bị công an tỉnh Long An bây giờ nó gọi đi nhập ngũ rồi thì nó quả lên rồi thì nó gọi đi nhập ngũ để nó kiếm tiền, bây giờ con nghiện thì đi vô trong doanh trại bắt đầu là nghiện luôn chứ sao em. Chị đã nói rồi à, đó mà đau lòng lắm chị ơi, trăm tám con nghiện là con ông cháu cha không đó chị. Mấy thằng này chắc cắt ké kì nhông nè, chứ mà thứ thiệt là đi qua bên Mỹ nó gặp chị ở bên đây hết trơn rồi, đâu có ở Việt Nam đâu. Cái thứ mà gọi đi nhập ngũ mà nghiện xì ke con ông cháu cha chắc thuộc về hàng tép riêu ở phường ở quận đồ không nè, chứ mà thuộc về trung ương mấy thằng chó đẻ làm lớn ở trung ương đâu có cửa mà gọi nó đi nghĩa vụ được đâu. Cho nên cái thứ này em cũng yên tâm đi, cũng là thuộc về là đầu bò óc chó, cũng là đi làm nô tì Isara cho đảng đỉ thôi chứ không có gì hết trơn. Nó quả lên thì nó nắm đầu mấy thằng này vô như vậy thôi, ở Việt Nam là vậy đó, vô trong tổng rồi có quen biết thì nó nâng đỡ vậy thôi. Tao nói ở đâu cũng phải có nàng quen biết hết trơn, vô trong công ty làm cũng vậy, biết nịnh biết hót ok là ok, còn mà mày không biết nịnh hót ha mẹ tao đuổi đầu mày đi liền. Mà vô trong công ty mà thấy giám đốc cái ta nói ha, ông vừa đi xe tới cái ta nói gần 4-5 thằng chạy lại giành giật sao để mà đụng mẹ dẫn xe giám đốc vô để được tiếng. Trời cái xã hội khốn nạn vậy đó, thậm chí giám đốc nó vừa đi xuống nó địch cái thắt lặng mà cũng ngồi hửi luôn, nó khen ơi thơm quá giám đốc ơi, giám đốc ơi, chú ba ơi, anh ba ơi, bác ba ơi được kia vậy. Còn lãng quạng mà mẹ nó ra mà không niềm nổi với nó mà không có đưa nó vô cái ha mẹ nó kiếm chuyện, mẹ nó tinh giản nó đuổi đi chỗ khác. Ở Việt Nam là vậy đó, vô trong trường học cũng vậy, nó vô mà nằm ngửa ra cho ban giám hiệu mà nó đéo nó chịch đó thì ok, mày còn ở lại trường ở đây mày mà không đưa tiền không biết điều ha, tốt nhất tới nơi không đem lập xưởng lại nhà tao hay không, không đem mà hột dịch lại nhà tao, không đem thịt đến nhà tao, không đem tôm hùm tới nhà tao hả, mẹ qua tết để mày vô mày dạy đi, dạy được 2 tháng hoặc là cuối mùa học này rồi tao cho mày nhận chỉ thị là mày đi ra trường đi con, tao không nhận mày nữa, tao viện lý do là mày dạy học sinh không có được vậy thôi à. À, bây giờ chị bắt đầu chị một cái tin mật gửi cho chị về tại sao thành lập cảnh sát cơ động 113 và cùng với công an để chống lại ai. À, bắt đầu chị ơi 45 phút rồi, trời vậy hả, 45 phút rồi hả, trời ơi là trời, biến nay thôi không có nói được tin mật rồi thấy không, thôi mai đi nha. Trời ơi biến nay lo nói chuyện kể chuyện về vấn đề là tiểu sử mà quai hùng của chị Lisa bắt đầu là quên mẹ nó hết trơn là trời ơi tiếc quá tiếc đi không. Vậy thôi nha, bây giờ chương trình ngày hôm nay là Lisa muốn nhắn gửi lại cho những người dân Việt Nam phải mạnh mẽ như Lisa, không sợ gì cả, chúng ta chết thì chết chỉ có một lần mà thôi, chết làm sao mà phải quanh liệt liệt, chết làm sao mà để sử sách ghi tên, chết làm sao mà để cho chúng phải thờ sừng phục khẩu phục phải run sợ, có cái chết nằm lên lịch sử, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, cho nên không sợ đảng đi, không sợ cái lũ chó đẻ công an nha. Rồi cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, xin cảm ơn tất cả mọi người, bye bye.